Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới vừa trao sinh kế mô hình giảm nghèo dự án nuôi bò thịt cho 10 hộ dân trên địa bàn xã Kiến Thành. Theo đó, 10 hộ, gồm 9 hộ nghèo, cận nghèo và 1 hộ mới thoát nghèo của xã Kiến Thành, mỗi hộ nhận 2 con bò giống tương đương 20-25 triệu đồng. Tổng số tiền hỗ trợ đợt này là 245 triệu đồng. Sau hơn 12 tháng nuôi, người dân có thể xuất bán và hoàn vốn 20% mức hỗ trợ mua bò giống theo quy định tương đương 5 triệu đồng. Đối với hộ nghèo, cận nghèo, 4 triệu đồng, đối với hộ mới thoát nghèo. Dự án đa dạng hóa sinh kế giúp các hộ nghèo có nguồn sinh kế lâu dài, tạo thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo.